Hiện tại mình quá về những sticker và món quà trong Black Food, thì bạn nào thích những sticker hoặc món quà trong Black Food thì các bạn có thể lên ủng hộ mình nhé, link shop mình để phần mô tả. Hello chào tất cả bạn, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với video Thảo Mân. Mình là Etoven đây. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game Fun World các bạn ạ. Thì hôm nay thì mình đang có dự tính là bây giờ mình đang định là mình đi kiếm một cái chỗ để đào chuyên về cái đào về mấy quặng sắt bạn ạ. Đó. Thì hiện tại là về quặng sắt là mình chưa có nè. Với lại là mình sẽ quán đi thu thập thêm mà ít hạt giống lúa bạn, để mình trồng lúa đó bạn ơi. Thì hiện tại thì mình chắc là sẽ bắt đầu chuyến đi luôn bạn ạ. Đây, bắt đầu chuyến đi luôn. Hiện tại thì mình sẽ chuyển đến chỗ nào mình chưa khám phá bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ ra chỗ đó và chúng ta đi khám phá. Đây, đây bạn ạ, mình chỗ này cực kỳ lớn này, mình chưa khám phá chỗ đó nữa. Giờ mình để mình ra mình khám phá bạn ạ. Có quả bóng màu xanh lá cây ở đây nè. Ủa ai làm rớt vậy? Đây để mình đi theo hướng nào. Đây hướng này là hướng đi để khám phá một cái vùng mà mình chưa đi các bạn ơi. Ui các bạn ạ, ở đây như một cái thành phố luôn bạn. Đây nè, như một thành phố đó. Nhưng mà như không phải. Hiện tại nếu mình bay bằng con chim này thì hơi chậm bạn ạ. Chứ này mình lấy con thú cưới mình ra nha bạn ơi. Ủa bạn ơi, một con boss level 30 nè. Ủa mè quá bạn ạ, mình chỉ dùng chiêu chứ dùng chiêu trúng cho mệt mỏi liền quá. Level 30 lận các bạn ạ, mạnh hơn mình. Hiện tại level của mình bao nhiêu? Nó level 17 à, mà boss nó level 30 rồi, không nhấn đụng luôn á. Rồi đi khám phá nhiều chỗ khác bạn ơi. Đây có một quả bóng màu xanh lá cây nè, một quả bóng nữa. Xem có thú con thú gì không? Ở đây thì bị gì vậy? Nơi đây là nơi gì vậy ta? Ôi thôi bạn ạ, chắc mình không dám vào rồi. Level tận 28 rồi kìa bạn ạ. Mạnh hơn mình rồi. Mình cũng phải nhớ mở cái cánh cổng di chuyển đấy bạn ạ. Có gì thì may xong di chuyển. Hình như ở đây nó lại xuất hiện một con boss nữa sao bạn ạ, đúng không? Đúng rồi bạn ơi, đây nè, một con boss nữa nè bạn ơi. Hình như mình đi sai hướng rồi, sao đi hướng này ta? Như đi mình đi hơi sai hướng á. Ủa, đánh gì vậy? Rồi, xong đánh nhầm người nữa rồi. Tự nhiên đánh, ủa sao tự nhiên đánh vậy? Thôi, tham mình đi nào. Và như đi theo hướng này là hướng mà mình chưa khám phá đúng không ta? Đúng rồi, mình đi theo hướng này là đúng các bạn. Mình sẽ khám phá cái khu nào mà nó rộng rộng. Đây, chỗ này hơi cao này, phải dùng con chim để bay lên này. Đó, mình sẽ khám phá được khu nào mà có nhiều cái quặng sắt nha bạn ơi. Chắc mình đi học cả buổi tối bạn. Ui, có quả trứng nè. Trứng điện. Đây bạn ạ, trứng điện. Ui, ngon, có quả trứng điện bạn ạ, ngon thế. Mùa đếm. Ui, khu này là khu gì vậy? Mờ, ủa, trong khu này hơi sợ nha, nó cứ kiểu mờ nè. Mình cứ đi khám phá bạn ạ. Đi khám phá một hồi bạn ơi. Trên đây có nguyên một cái ngọn núi lớn lắm nè. Trên đây nguyên một ngọn núi luôn. Bên kia có nguyên ngọn núi lớn lắm kìa bạn ơi. Bên đây thì khá là có nhiều những con mặn nha bạn ạ. Toàn là level 16, 15, 16 không à. Ở đây có một cái ngọn núi lớn này. Để mình leo lên coi xem có gì không. Hiện tại gần trời tối nữa rồi. Chắc là mình đi khám phá cả buổi trời tối bạn ạ. Đi khám phá hết luôn bạn ơi. Trời tối những con thú này nó sẽ vào trong cái giấc ngủ bạn. Nên là chắc là mình sẽ an toàn để mình đi khám phá. Ở trên đây không biết có gì không ta. Sao ngọn núi lớn hay gì vậy? Con chim của mình thì thể lực nó hết nhanh bạn ơi. Nó hết quá nhanh luôn á. Tại là mình có mang một ít đồ ăn này, nói chung mà cũng được. Đây, bay đây là có những con chim này, level 18. Cũng khá cao đó, level 18 cũng khá cao đó. Kìa, ở kia có một cái chỗ cánh cổng di chuyển kìa. Để bay qua bạn ạ. Kìa có một cái chỗ di chuyển để mình bay qua, mình đi đến khu nào mình mở hết cánh cổng di chuyển luôn.
mai sau có gì thì mình đỡ phải quay lại để mình mở. Đây khu này. Lại hết thể lực nữa mà nào, con chim mình hết thể lực nhanh quá. Nói chung là bản đồ trong đây cực kỳ là rộng đúng không ạ? Quá là rộng luôn này. Mình sẽ đi khám phá thêm. Dưới đây lại là ở dưới đây lại một cái là một cái khu gì nữa nè. Bên kia là có một cái cổng di chuyển bạn, mình nhìn xa xa bên kia mình thấy có một cái cổng di chuyển. Còn bên này. Ui nữa là bạn ạ, hãy lại hết thể lực lại đốt xuống đây đâu rồi. Một con mới này vợ. Ui level 27 28 rồi. Hôm mình tận 10 level ạ. Gì mà mạnh dữ vậy? Đây. Mình sẽ đi khám phá hết cái khu này bạn ơi, hết cái khu này luôn nha. Xem có gì không? Có một quả trứng ngọn điện nữa kìa. Đây có lại thêm một quả trứng gì đây? Tại khu này thì cực kỳ nhiều các mấy cánh cổng chuyển luôn. Rồi con chim mình đang trong trạng thái đói bạn ạ. Gần trời tối rồi. Thì chắc bây giờ mình đợi đến khi nào trời sáng mình quay tiếp cho bạn đi khám phá tiếp bạn ạ. Tại vì trời tối đi khám phá hơi bị khó một xíu bạn ơi. Tại vì đồ mình nhìn không thấy bạn ạ. Chắc là mình tua qua đợi lại trời tối này nha. Và rồi bạn ơi, sau một lúc mình đứng đây mình treo bạn ạ. Thì hiện tại cũng là trời sáng nè. Chúng ta tiếp tục vào chuyến khám phá tiếp bạn ơi. Tại là gần trời sáng nè. Ở đây là một cái trụ boss không kìa bạn ơi. Đâu đâu xem nào. Ui level 38 á. U mạnh mình hơn mình gấp mấy lần. Trên đây thì lại có một cái rương nữa bạn ạ. Đây trên đây lại có một thêm một cái rương nữa. Mình thì giờ chủ yếu mình sẽ tìm cái chỗ nào mà để farm sắt bạn ạ. Hiện tại là cũng chưa sáng hẳn bạn ạ. Nên là mình đi kiểu mà đi đi mỏ bạn là cũng hơi khó nha, hơi khó nhìn á. Đây để mình đi đúng hướng bạn, hiện tại mình đi gần đúng hướng bạn ơi. Đi sang hướng này là gần đúng rồi nè. Đi chỗ nào mà mình chưa mở hết cái map bạn ạ. Đây hiện tại mình đi chỗ nào mà mình chưa mở hết mấy cái map này mình cứ đi thôi. Ở dưới đây có một con khỉ gì đây. Ui lại cấp 24 ạ. Mạnh dữ vậy. Không có nào mà nó cấp level nhỏ nhỏ hết đó. Rồi 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 rồi, rồi lại đó rồi. Ui ui may quá không sao. Chủ yếu là bây giờ mình phải tìm được chỗ nào mà để farm sắt các bạn ạ. Chứ à, chỗ nhà mình thì hơi ít mấy quặng sắt đó nên là farm thì cũng hơi lâu. Ui ngọn ngọn núi cao dữ. Mà lại thêm một quả bóng màu xanh lá nữa. Các bạn ạ, à, để em bay lên thử một ngọn núi coi xem có gì không. Ngọn núi này cũng gọi là khá là cao nè. Rồi lại rớt 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 nữa. Thấy được con chim của mình nó yếu quá nào, nó quá yếu nó. Cứ bay có một xíu là rớt xuống ngoài à. Quanh đây mình chưa thấy có ngọn núi nào mà có sắt các bạn ạ. Thông tin trên mạng thì mình chỉ nghe nói là cái ngọn núi nào mà nó cao cao thì thường thường hay xuất hiện sắt. Thì không biết là cái thông tin nó có đúng không. Ngọn núi kia đúng cao kìa. Mà thôi cứ từ bạn mình qua ngọn núi cao vừa vừa này trước. Đây, ngọn núi này cũng gọi là khá là cao chứ đâu phải gọi là thấp đâu. Rồi lại hết thể lực nữa bạn ạ. Gần lên được thì lại hết thể lực mà còn chưa kiểm tra được ngọn núi này có sắt hay không luôn này.
Rồi bay lên. Các bạn ạ, hình như mình thấy ngọn núi này có cái gì đó đặc biệt ạ. Một cục sắt, hai hai à không, gọi là một quặng sắt này, hai quặng, 3 4 5 6 7 8 8 quặng. Ui nhiều vậy. Ngon vậy. Đến tận 8 quặng sắt rồi mà. Ui đầu tiên phải dụ hết mấy người này xuống ạ. Ui. Sao mấy người lại 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 hướng cái cung tên cho người mình ta. Xuống đây này bạn ơi, đúng rồi, xuống đây. Né ơi, né 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 né, đừng 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 tiếp cận quá gần bạn, né né né. Cũng khó cho mình một điều rằng bây giờ là đến tận là mấy cục sắt lạnh rồi. Ui xuống tận đây luôn nè. Ủa mình có làm gì sai đâu mà sao mấy ngày đuổi mình dữ rồi ta. Mình có làm gì sai đâu nhỉ. Đây, ở đây vẫn còn người này. Đánh luôn mà, đánh luôn đi. Ây da, đau nha. Rất đau á, rất đau luôn nha. Ây da, rồi rồi rồi, dụ xuống rồi. Rồi rồi, còn một người đó, giờ mình dụ xuống ạ, dụ xuống. Hết thể lực rồi, hết thể lực rồi. Giờ mình sẽ đi dụ xuống ạ, dụ xuống đây. Cho nên là ở trên đây mình tận 8 quặng sắt là giờ mình bỏ đi rất là phí. Mình phải tìm cách mình chiếm được khu đó mà ạ. Mình phải tìm cách nào đó để mình là lấy được cái khu đó thôi. Quặng sắt ở trên đó cực kỳ nhiều luôn, đến tận 8-7 cục gì mà. Đúng rồi, xuống đây bạn ơi, đúng rồi, xuống đây. Đúng rồi, xuống đây bạn ơi, đúng rồi. Ấy da, ấy da, 180 máu một lần đó. Ồ, xuống luôn, ấy da, đâu. Ấy da, đâu nha. Ui, chi mình còn ở cái máu kìa. Rồi, ok rồi. Giờ không còn ai mà, không còn ai nữa rồi. Ở đây để mình tổng kết bao nhiêu quặng sắt bạn ạ. Để mình tổng kết thêm thử coi. Ở đây có 1 quặng, 2 quặng, 3 quặng, 4 quặng, 5, 6 quặng, 7 quặng, 8 quặng sắt. Ủa gì mà nhiều ý hả? Nhiều nha. Rồi, chắc là mình sẽ lấy khu này mình đi. Mình nghĩ bạn là mình sẽ lấy khu này để mình làm cái khu farm sắt bạn ạ. Chứ hiện tại là khu này mình thích cực kỳ nhiều nè. Đầu tiên là mình phải chế tạo một khu bạn ạ. Tại cái khu trước cái đá. Ui đừng rớt xuống nào, đừng có rớt xuống nào. Đây chế tạo cái này tiếp. Cái này thiêu đá xanh, gỗ rồi đá bình thường nữa nè. Ủa thiếu nhiều dữ rồi ta. Đây, gỗ mình chặt gỗ ở đây bạn ạ. Rồi mấy cái nguyên liệu kia chắc là tí nữa mình sẽ kiếm ở dưới xem có không bạn ạ. Còn nếu không có thì phải về nhà lấy. Chặt gỗ này xong này. Giờ mình sẽ đi xuống bạn ạ, đi xuống. Đi xuống dưới kia xem có đá xanh không bạn ơi. Mình nghĩ là có thôi. À có này, có một viên đá xanh bạn ạ. Ngon, được ngay bạn ạ. Một viên đá xanh. Mình sẽ quăng, mình lấy được khu đó thôi. Khu đó mình thấy ổn đó. Đến tận 8-9 quặng sắt lận. Farm thoải mái luôn. Đây 5 viên đá xanh này. 5 viên, rồi lấy ít đá nữa bạn ạ. Nói chung mà ngọn núi đó gọi là khá là cao á, chứ không phải thấp đâu. Đúng là như thông tin mình thì mình trên mạng mà, ngọn núi nào mà nó cao cao thì thường nó hay xuất hiện sắt lắm. Lên đúng cao ngọn núi kia, còn nó không cao không bằng ngọn núi bên này nữa bạn ạ. Rồi giờ bay lên thôi. Bay lên. Chỉ sợ thể lực nó hết mà, chỉ sợ thể lực con chim của mình nó hết mà. Cứ bay từ từ lên bạn ơi. Rồi đáp xuống. Rồi. Từ từ rồi bay lên bạn ạ. Nói chung là mình kiếm được một khu để farm sắt thế này là tốt lắm luôn rồi đó. Rồi bay lên. Bay lên nào. Mình tới rồi, quán lên thêm lần nữa. Mới là tới không đây. Hình như là không tới mà phải đứng ở đây nghỉ thêm chút nữa bạn ạ. Nghỉ thêm chút nữa. Ngồi lại bay lên. Và đây. Rồi bạn ạ, khu farm sắt mình đây bạn ơi. Ui ở đây có mấy con ong. Thì muốn thú mình ở đây được bạn ạ. Thì nó yêu cầu mình là phải chế mà một chỗ để ăn này. Và một số cái giường ngủ bạn ạ. Đây thì giường ngủ đúng không? Để mình xem là mình đủ đồ không. Cũng đủ thôi nhưng mà hơi thiếu nhiều nha. Hơi thiếu nhiều đó, để mình về mình lấy bạn ạ. Đây, để mình về mình lấy. Nhà mình tận đây lận. Để mình về mình lấy các bạn ơi. Đây, tại là lấy gỗ chứ không ạ. Gỗ chứ ra.
Mình là không có gỗ, mình là không có gỗ. Ủa gỗ là nào ở đâu ta? Mình có nãy mình có nhặt được mấy trái kỹ năng này. Vậy thì một quả trứng này cất vào đây bạn ạ. Để xem coi, gỗ đây bạn ạ, gỗ đây 391 gỗ này, được 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 được. Nặng quá lấy ít ít thôi. Nặng quá. Lấy gỗ này lấy ít thêm ít đá bạn ạ. Lấy gỗ rồi sau lấy thêm ít đá nữa. Hiện tại người mình khá là nặng này. Rồi, hiện tại mình chế thêm cái dây bạn ạ. Đây hiện tại chế thêm cái này nữa. Rồi chế tạo thế nào? 62 cái lệnh. Mình nâng bé này lên và cho mình giúp một hộ chứ mình chơi hộ một chợ mình chế tạo bạn ạ. Và hiện tại là mình đang lấy mấy cái sợi bạn ạ. Đây mấy sợi giống sợi dây này bạn ơi. Đây ở đây thì có nhờ một bé chim cụt mà bé làm về nhiệm vụ này đó bạn. Mà hiện tại nếu mà để cho một mình bé nó làm thì hơi lâu. Nên thôi mình đi chặt cây nhanh bạn ơi. Dù gì tí nữa mình cũng mà thiêu gốm mà chặt cây thuận lợi cả hai đường. Đó, một lần được 5 sợi sợi dây bạn ạ. Rồi. Chặt cây luôn nhanh các bạn ơi, còn lại bé này làm được bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu bạn ạ. Thì hiện tại bên kia để mình tổng có xem mình đang cần mấy bé rùa bạn ạ. Để mình làm từ công việc đào đá. Bên kia thì mình đã đặt là một cái chỗ rồi. Thì chỗ đó hiện tại là mình nghĩ là chắc là mai sau sẽ ổn thôi bạn ơi. Đây bạn ạ, hiện tại là mình có tổng cộng 1, 2. Từ từ ơi, để từ các bạn ơi để mình sắp xếp lại bạn ạ. Để mình sắp xếp đàng hoàng là hết này. Hiện tại mình có 3, 4 bé, 4 bé đào. Vậy thì mình phải có một bé chuyên nhặt những cái đó lại bạn ạ. Và hiện tại muốn có bé đó thì mình phải đi tìm bạn ơi. Rồi tí nữa mình sẽ qua khu khác tìm nha bạn. Đây 12 sợi ạ. Không biết đủ không ta. 4 4 vậy là 4 chiếc giường này. Vậy là 4, vậy là 4 chiếc giường. Mới có 4 chiếc giường lận rồi. 4 chiếc giường là cần mỗi giường là cần 5 5 5 cái sợi dây này tổng lại là cầm 20 rồi. Là thêm mà mấy bé đi nhặt mấy cái đó nữa thì tầm khoảng là có 25 30 á, nghĩ là gần đủ đó bạn ạ. Đây để mình kiểm tra coi. 40 gần đủ rồi, mình nghĩ là gần đủ đó. Tập trung chặt cây bạn ơi, chặt cây rồi bên kia thì mình cũng sẽ làm một cái chỗ bạn ơi. Bên kia thì chắc là mình cũng sẽ làm một cái chỗ để thức ăn giống như cha bên này bạn ạ. Vậy là mình còn tốn thêm là một số cái thứ làm bên kia nữa. Nói chung là mình cũng kiểu là một mình xây một cái căn cứ mới bên đó bạn ạ. Nên là nó cũng gọi là khá là vất vả. Nhưng không sao ạ. Nếu căn cứ bên đó theo mình thấy các bạn là căn cứ bên đó an toàn hơn bên này khá là nhiều. Rồi người mình nặng bạn ơi, người mình nặng rồi. Ui gỗ một đống bên kia luôn kìa. Rồi người mình khai tại là khá là nặng này bạn ạ. Đi không nổi luôn. Nặng quá nặng quá. Nặng quá ơi, rồi bây giờ để mình sang bên kia bạn ơi. Đây sang bên chỗ farm bạn ạ. Hiện tại chỗ này thì nó còn khá là trống. Đó quá là trống luôn. Hiện tại là chỗ này mình nghĩ là mình nên xây là vườn cây bên này. Chỗ ngủ là bên này bạn. Hoặc là chỗ ngủ bên này cũng được. Thôi mình làm chỗ ngủ bên này bạn cho nó gần gần với lại mấy cái chỗ farm bạn ạ. Đây để mình tạo trước. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái bạn ạ. Năm cái, ok để trước năm cái để tạo trước năm cái nhé bạn ơi. Rồi hiện tại là mình sẽ thả một bé đó bạn ơi. Đây đầu tiên là bé làm cây bạn ạ. Đây hai bé làm cây này và một bé chuyên về cái việc tưới nước bạn ạ. Đây bé này là vừa tưới nước vừa nhặt đồ này. Vậy là đấy bạn có cái nó có cái dấu hiệu nhặt đồ ở ở phía bạn đó. Vừa những vừa nhặt đồ được thì mình cho hai bé luôn. Đó, thế là đảm nhiệm hai công việc rồi. Một bé để nung sắt này. Rồi, đó là bốn bé này nữa. Bốn bé rồi để pha bạn ạ. Đó, bốn bé bạn ạ. Ok, vậy là ổn bạn ạ. Hiện tại là mình thiếu khá là nhiều chứ trường á. Đây để mình chế tạo thêm. Tốn khá là nhiều. Bên này nữa. Nói chung là mình farm còn khá là nhiều nè. Vậy là mới 9 bé. Vậy là mình mới có 5 chiếc giường à. Vậy là phải thêm. Phải thêm nhiều nữa.
Đó bạn thấy không? Bên kia đang đang farm các bạn. Đó, farm cực kỳ đều luôn kìa. Bên này thì các bạn mình các bạn cũng là nhìn thấy quặng cực kỳ là nhiều quặng luôn. Nhưng mà lâu lâu mình phải qua bên này mình treo các bạn ạ. Treo cho nó những mấy bé này đào xong rồi mình có mấy bé ấy kia lấy luôn. Rồi vậy là thiếu mấy chiếc giường nữa các bạn ạ. Không biết đủ không đây. Đây là một chiếc chế tạo coi. Một chiếc cái này. Hai chiếc giường. Đây thì bị kẻ cây bạn ạ, mình chặt mất bớt cây luôn đi. Nói chung là cái khu này như nhìn như một khu mới luôn bạn ạ, gần như là phải xây như một khu mới hoàn chỉnh luôn đó. Mai sau thì nó sẽ nhiều sắt hơn, tại vì bên này mình thấy nhiều sắt nè. Nên là mình sẽ thuận lợi mà mai sau mình sẽ không còn việc đào bằng tay nữa, có những bé rùa bệnh với đào hộ mình rồi. Ổn hơn bạn, ổn hơn, đỡ hơn nhiều. Rồi bên này thêm một cái nữa, rồi. Hiện tại là mình làm một khu thức ăn nữa bạn ạ. Đây, khu thức ăn nữa. Đây bạn ạ, làm thêm một khu nữa. Để đặt ở đâu đây? Chắc mình đặt ở bên này đi, một khu thức ăn bên này. Và một khu trồng cây bên này nữa bạn ạ. Đây bên này gọi là khá là rộng này. Đây, đặt cái chỗ này là hợp lý nè. Trồng cây là mình hiện tại là mình nghĩ cần mình nghĩ các bạn là bốn cái vườn này làm cho nhau ơi, bốn vườn này mai sau nếu mà bên chỗ ở của mình hiện tại bạn mà hết thức ăn nữa mình qua bên này mình lấy thuận lợi hơn bạn ạ. Chúng ta chỉ tìm phải đi tìm hạt giống rồi đã. Rồi hiện tại mình sẽ đi tìm hạt giống bạn ạ. Tìm thêm hạt giống nó xây tận 4 cái lận luôn. Đây hạt giống thì mình có thể đi nhặt bạn, nhặt dựa từ những cái quả cũng được. Mình dịch chuyển về khu cũ, khu cũ nhiều quả hơn. Đây, thả bé hưu mình ra, đi thôi. Hiện tại là thời kỳ này mình thấy là ổn định hơn bạn, ổn định hơn rồi. Chúng ta là một số cái bãi farm thôi. Nó sẽ đỡ hơn là thời kỳ đầu bạn ạ. Thời kỳ đầu là mình phải farm bằng tay, nói chung là cực kỳ chậm. Giờ thì mình đã có một khu farm riêng rồi. Đó kìa, có mấy cái cây hoa quả này bạn. Đó, để lên lại và nhặt thôi. Đó. Mình cần nói chung là cũng khá nhiều đó. Ui gần tối luôn rồi bạn ơi, gần tối luôn rồi. Đủ chứ nhỉ? À, hạt giống 13 vậy là chưa đủ bạn ạ. Vẫn còn thiếu 7 hạt giống nữa. 13 vậy là thiếu 7 bạn ạ. Bên này thì nó có khá là nhiều những cái bụi này nên là cứ từ từ. Rồi đủ quá, đủ rồi. Qua bên kia và bắt đầu làm thôi. Bên kia theo như mình tìm hiểu bạn, cái cục đá màu đen đen đó người ta hay gọi là than đá bạn, mai sau nó sẽ chế tạo cùng với lại là cái sắt đó, nó sẽ chế tạo ra được một cái cục mới bạn, một cái quặng khác, nó sẽ xịn hơn quặng sắt nhiều. Mà trước tiên mình cứ phải xây hoàn chỉnh khu đó trước đi các bạn ơi. Tại vì những chú rùa thì mình thì nghĩ là farm hơi chậm, để mai sau mình sẽ cố gắng tìm ra được một cái một con thú nào đó farm nhanh hơn nữa bạn, nhanh gấp đôi luôn. Đây, hiện tại là mình trở về khu cũ bạn ạ. Cái khu này là mình thấy ổn định hết rồi. Đó, mấy bé sẽ đi nhặt của mình đó bạn ạ. Hiện tại là như là hơi bị lá hay sao này bạn ơi. Bay kì ấy. Ui bạn ơi, nhìn này bạn. Ui gì đây. Đào gì ghê ơi, một đống này bạn ơi. Đây, đầu tiên là phải chế tạo cái này nữa. Đây bạn ạ, chế tạo bên này nữa bạn ạ. Chế tạo thêm. Rồi thiếu đá rồi bạn ơi, thiếu đá rồi, phải về lấy đá bạn ạ, thiếu đá rồi. Mình sẽ cố gắng xây hoàn chỉnh khu này đúng không ạ? Thiếu đá về lấy thêm bạn ạ. Ui mà ơi các bạn nhìn bên kia một đống sắt các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ chuyển cái lò sang bên này luôn, cái lò mà kiểu mà nấu á. Rồi hiện tại là đá này mình sẽ lấy thêm khá nhiều đá nữa. Có tầm khoảng 100 hoặc là hơn 100 cục đó bạn ạ. Đây. 87 cục. Rồi 101 bạn ạ. Rồi xong. Hiện tại là mình sẽ còn phải lấy thêm cái lò nữa bạn ạ. Cái lò nữa. Đây. Phá hủy. Hiện tại ở đây mình phá hủy cái ở nhà bạn ạ. Tại vì ở nhà bây giờ mình sẽ không không chuyên về cái việc farm sắt nữa bạn ạ.
Ui, người mình hơi nặng mà tâm phải ngờ. Hết điểm rồi, hết điểm đó ngồi. Người mình hơi nặng nè. Nặng quá rồi, nặng quá, đi chậm quá. Nhưng bắt buộc phải chịu mà nặng biết sao được. Hơi nặng rồi. Cố lên, sang bên kia là nó sẽ đỡ hơn. Rồi, sang bên này. Sang bên này bắt đầu là mình xây, đầu tiên là phải xây trước. Đây bạn ạ, chỗ nung sắt chứ bạn ạ. Xây bên này đi, bên này đi ha. Đó, xây bên này đi. Nung sắt này, là ngườm nhẹ hơn một xíu này. Rồi xây mấy chỗ vườn cây cái này. Đây, xây thêm. Xây khá là nhiều thứ bạn ạ. Đây mình thấy cái cây này nó vướng lúc nào để mình chặt luôn ơi. Chặt luôn cây đi. Chặt luôn. Nhiều gì cũng phải lấy gỗ mà. Mình thấy là cái cực kỳ nhiều nha bạn ơi. Mình thấy cái hơi bị nhiều á. Đây bên này nữa. Làm thêm chỗ nữa. Rồi ok. Đây bạn nhìn, các bạn nhìn sát bạn ơi. Nhìn nhiều. Ui nhiều như vậy. Ui nhìn nhiều quá. Hơi bị đã luôn á. Rồi xong nặng nữa nè. Người mình kiểu mà nó bị nặng hơi nhanh á. Nặng quá, nặng quá. Di chuyển hơi chậm mà nặng. Hiện tại là mình còn chưa làm cái tủ cho mấy bé. Cái mấy bé kiểu mà máy là gom đồ hộ mình đây. Đó, 19 cục sắt này. Nhanh hơn nhiều. Mấy bé này farm cực kỳ là nhanh luôn. Được, quá được bạn ơi. Hiện tại là phải chế thêm cái tủ nữa bạn ạ. Tủ mấy bé chế đồ nữa. Tủ thì mình đặt đâu là hợp lý nhỉ? Chắc là đặt bên này, sát sát vô cái chỗ mà đây, đặt tầm khoảng 2 cái tủ đi. Đó. Để mình xây luôn các bạn ạ. 2 cái tủ để có gì chứa nhiều quá. Rồi tí nữa mình sẽ cầm tạm thức ăn xong này các bạn ơi. Hiện tại thì chắc là hiện tại thời kỳ đầu là mấy bé chưa có thức ăn nữa. Nên chắc là tí nữa mình sẽ cầm tạm qua nữa. Đây cầm tạm qua, từ bên nhà mình cầm sang tầm khoảng là hơn 100 quả đi. Bên kia là nói chung là nguyên một cái máy farm mà đó. Quả mà còn khá là ít bạn ạ, còn tầm khoảng ít à, không nhiều. Bỏ ít thôi. Bỏ sang bên kia đó bạn ạ, nói chung là thời kỳ đầu này mình khó khăn quá. Mai sau mình sẽ kiếm lương thực nhiều hơn. Đây bỏ vô. Rồi ok, gần như là mình hoàn thành hết bạn ạ. Rồi gần như là mình hoàn thành đó. Thức ăn rồi tất cả đầy đủ mọi chỗ rồi đó bạn ơi. Nói chung được rồi. Chắc là mình sẽ kiểu mà mình sẽ ngủ qua đêm nay bạn ạ. Ngủ qua đêm nay rồi ngày mai chúng ta sẽ đi bắt thêm thú nữa bạn ơi. Bắt thêm nha. Ui bé kia ngủ luôn rồi kìa. Đây 18 nè. Rồi hiện tại là mình sẽ về bạn, mình sẽ về mình ngủ tạm thời, mình ngủ đi. Để cho ngày mai mình đi bắt thêm những thú mới, những thú lạ hơn nữa nha. Và các bạn ạ, bắt đầu một ngày mới là mình sẽ bắt đầu đi kiếm một số thú cần thiết các bạn ạ. Đây hiện tại hôm qua mình phải làm thêm này nữa để mình được ngủ bạn ạ. Rồi thì chỗ thú mới thì nó sẽ nằm bên này, gọi là khá là nhiều, là nguyên mình thấy là nguyên bên này mà vẫn chưa mở hết ạ. Nên là bây giờ mình sẽ đi sang bên này mình mở. Mình nghĩ là mình đi nên đi theo đường này hay đường này gì. Cái đường này là sẽ gần hơn nè. Đi khám phá một xíu bạn, xem có những thú nào mà nó thú vị và đặc biệt nữa không nha. Đây vẫn là bé hưu ạ. Bé hưu là chạy nhanh hơn. Đây đi hướng này đúng rồi, đi hướng này đúng nè. Hướng này là mình chưa khám phá nè. Bên kia có một trụ di chuyển nữa. Chắc là tí nữa mình sẽ bay sang bên đó lấy. Mình mở cái cặp di chuyển ra nữa. Đây bay sang luôn ơi. Bay xong mình mở cái cổng di chuyển này các bạn ạ. Mở xong rồi mình sẽ. Bây giờ thì nếu mà muốn chế một số thứ như là sữa các bạn ạ, thì mình phải có được một chú bò nữa các bạn ạ. Một chú bò nữa. Nhưng mà không biết là ở xung quanh đây có, không biết là khu nào có các bạn ạ. Là cũng hơi căng. Đây có một, ui, đây có một bé cừu level 15. Vậy là thấp hơn mình 2 level. Ở đó mình thấy những người này mình thấy không vui đó. Ui, nói chú bò ra bò nè. Ủa,
Ủa? Ủa? Cái gì vậy? Nói ra cái ra thật nè. Rồi rồi rồi, có chú bò, có chú bò. Được 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 được. Các bạn ơi, dừng 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 dừng. Ở trên đây có mấy bé nào? Ui. Có chú bò, có chú bò. Dừng lại, ơi dừng lại bò ơi. Dừng lại bò ơi. Dừng lại bò ơi. Chạy xa thế. Ui. Bò tung chiêu ghê thế. Đây nè. Đó, spam ạ. Spam cùng hai chiêu này. Hai chiêu này cùng nhau. Đó, spam mình nữa. Rồi, rồi rồi phải căn đấy bạn, căn 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 rồi rồi xong quá tay rồi. Tiếc quá à. Quá tay đấy bạn ạ, quá tay phải làm lại, làm lại thất bại lần một. Ui ôi đánh cũng đau lắm nha, cái bò đánh cũng đau lắm bạn ạ, không yếu nha. Mình spam phải căn chỉnh vừa đủ bạn ạ, đừng quá tay, đừng mạnh tay quá. Họ đủ chưa, 29% mình nghĩ bắt được. Không được rồi, không được rồi, lại lại thêm lần nữa đi. 29% lần hai không, vẫn không được bạn ơi, vẫn là không được. Ui né né hay thế. Lại này 28% bạn, lại là 28% này, được không đây? Ui vẫn không được bạn ạ, thôi mình phải bắt đầu phải tung bạn ơi, tung liên tục thôi chứ bây giờ mình không dám đánh, mà đánh là cái là mình sợ đi quá. Được không đây? Yes được rồi, một bé bò mượn nữa. Ui ở đây có một, ủa đây có những con chim nào hơi lạ nè, mình có nên bắt không nhờ? Tại vì bây giờ đang có hai con, thường thường là hai con này nó hay chơi 21 mình lắm, mà đây là con hệ lửa đó bạn, hệ lửa là bị khắc chế bởi hệ nước bạn, nên là mình sẽ chơi dùng con dùng hệ nước đó. Đây 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 đây, em đánh luôn bạn, đánh luôn, đánh luôn. Dính dính rồi, tuyệt vời. Ấy da, đánh mình cũng đau lắm bạn ạ, đánh mình cũng đau lắm nha. Dạ dạ tha mình một ơi, 21 rồi, vào trường hợp 21 nữa rồi, lần trước hết này ơi mà vẫn bị bạn ạ. Ấy da đâu vậy? Ui rồi chiều cái đó của mình cũng có sát thương bạn. Ui đây là còn hệ lửa nữa nè, hệ lửa và hệ bóng tối. Ấy da đau quá, chạy bạn ơi, mình nghĩ là cái kết quả là chạy thôi, chạy là phương án tốt nhất hiện tại. Cứ từ từ mình vừa chạy vừa nhả lại bạn, vừa chạy vừa nhả nhả lại một xíu cho yếu yếu máu mình bắt. Ui né được hay quá, né né hay quá, vừa chạy vừa vừa vừa, vừa chạy vừa đánh bạn ạ, mình đánh không lại mình chơi vừa chạy vừa đánh. À, rồi, rồi 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 hình như là hết giận rồi. À, rồi hình như hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi bạn ạ. Cái chiêu, cái chiêu e mình đánh của gì ấy ta. Đó, nhắm vô con này ra chỗ khác. Ảo quá vậy. Có sai điểm nào không vậy? Bắn luôn ạ. 2v1 này. 2v1 này. 2v1 mình này. 2v1 mình này. 2v1 này. Ấy da, da, rồi rồi, đóng lại chạy. Mà chạy tiếp bạn ạ, không lại mà chạy. Rồi giờ mấy bé tức giận luôn nè, khó rồi nha, bây giờ mình cũng yếu, hơi bị yếu máu rồi đó. Hụt nữa bạn ơi, chưa đánh dễ hụt quá. Thôi chạy tiếp bạn ơi, chạy tiếp, chạy tiếp, chạy là phương án an toàn nhất rồi đó. Rồi chạy xa xa ra một xíu bạn ạ, cho mấy bé kia hết giận. Chờ chờ vẫn chờ vẫn chờ vẫn chờ. Ui bắn, ui bắn ghê thế, ui bắn ghê quá. Ui hệ lửa. Ấy da, đánh mình cũng đau lắm luôn á. Thôi đừng giận mình nữa nào. Thôi tha mình đi. Thôi. Ôi vẫn đuổi mình, vẫn đuổi không rồi các bạn ạ. Thôi tha mình đi nào. Ok. Hết hết đuổi không rồi, tha 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 rồi. He. Tha thì mình dùng the, tha thì mình dùng bé khác đó, có bé này nữa mà lo gì, lo gì. Ui gần đi, gần đi, gần đi, cẩn thận không mà đi luôn đó. Ui gần đi nữa kìa, cẩn thận cẩn thận, cái bé này lạ quá à. Tận hai bé một lần kìa, bắt một lần hai bé bạn, mình chơi cái hạt là vừa chạy vừa đặt, vừa chạy vừa lui hay là vừa, vừa bắt bạn ạ. Cái hạt này mới ổn chứ mình mà đứng lại mình bắt mà chơi solo là 2v1 không có lại. Thêm lần nữa.
lần nữa tuyệt vời. Hai bé luôn. Hiện tại mình cần tìm thêm một bé bò đó bạn ạ. Hay quá, bắt được một lần hai bé luôn bạn ạ. Đây hiện tại mình đang thiếu thức ăn. Ăn vô một ít. Trái cây thì mình cũng còn trái cây nhưng mình hết rồi bạn ạ, hết trái cây rồi. Hiện tại chắc mình xung quanh đây mình nghĩ chắc là còn vẫn còn một số bé bò đó bạn ạ, nên chắc là giờ mình sẽ đi tìm đi. Lạ rồi, lại xuất hiện thêm một bé chim nãy kìa. Level 15 cơ. Nãy hai em lấy có hai bé mà một bé level 10, một bé level 12 đánh mình muốn chạy luôn rồi. Đây đây có một bé bò level 10, 12 à. 12 chơi bé nào mà nó yếu thôi. Mạnh quá không được. Đánh mạnh quá như nãy á. Ui. Rồi. Bắt là được bạn ơi, bắt là được rồi. Không bắt không được à, về độ chịu đổi xem quả bóng xanh lá cây bạn ạ. Mình có tận 22 quả bóng này lận. Chắc chắn là phải được chứ, 60 mấy% lận mà. Một bé nữa. Rồi, chuyến này mình đi khám phá được vùng đất này. Vùng đất này này có thêm một bé bò nữa nè. Được nha, không biết là bên kia nó còn cái gì nữa không đây. Không, hình như bên này bên chú cú mà. Về bên này, biết bên này nó sẽ có những cái gì đặc biệt nữa không bạn ạ. Này thì mình chưa biết được. Nhưng mà ở đây mình thấy có một trụ boss. Đây, trụ boss level 23. Khá cao. Hai boss này đều là level 23 hết bạn ạ. Hay là mình thử bạn ơi. Hay là bây giờ mình đi thử đánh boss level này thử nhá. Thử bạn gì? Lỡ lại bắt được đúng không bạn? Tí có gì mình ra mình thử bạn ạ. Hiện tại là mình bắt buộc về nhà trước cái đó. Rồi. Sau khi về nhà thì không biết còn chất thức ăn không ta. Còn 52 thức ăn à, ít hơi ít. Thật sự rất ít. Sau đó là mình sẽ chế tạo thêm một cái thùng mà thùng chứa đồ, nhưng mà thùng này mình sẽ làm bằng sắt không bạn ạ. Thùng mà nó lớn. Đây. Thùng này cho nó chứa nhiều đồ bạn ạ. Dù là hơi tốn trong thời kỳ hiện tại là mình cực kỳ khiếm về cái sắt này bạn, nhưng mà mình không thể nào tiếc được. Tại vì chứa đồ ít quá không được bạn ạ. Còn vào chế tạo hôm nào. Còn lại 40 mấy giây nè. Tám giây, bảy giây, sáu, năm, bốn, ba, hai, và một. Yeah, thành công bạn ạ, được rồi. Chứa đồ mà mình mấy cái đồ này chứ mình chứa hết vào đây bạn ạ. Những đồ này mình chứa hết vào đây. Cho tủ mình nó gọn gọn đi. Đó. Tại là cứ để tạm thời là như vậy bạn. Tạm thời là ở đây là như vậy đi ha. Chứa hạt giống này đủ hết ở đây bạn ạ. Đó. Rồi, thì bây giờ các bé mình để nó đều hồi năng lượng đầy đủ rồi bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ thử đánh boss bạn ạ. Lỡ đánh được sao bạn? Dù là hơn cấp nhưng mà mình chơi chiến thuật là vừa đánh vừa lui, lỡ lật kèo đúng không bạn? Lỡ lật được thì sao đúng không bạn? Kỳ tích có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà. Rồi hiện tại bé đó nó nằm ở đâu nhỉ? Hướng nào ta để mình xác định hướng cái đó. Mình xem cái hướng đó bạn ạ. Hướng này là không phải là về hướng này hả? À hướng này hướng trên đây bạn ạ, trên đây nè. Chơi chiến thuật vừa đánh vừa lui là như nãy là tốt nhất bạn ạ. Còn nếu mình chơi trực tiếp như ui ở đây như còn lại còn thêm một hai bé như là đi theo cùng này. Rồi vậy thì mình sẽ thả bé mạnh nhất của mình ra. Bé hệ nước máy, hệ nước hôm trước làm khó mình. Đây nào, vô. Lật kèo liền. Đánh hệ đúng rồi, hay lắm. Đánh vô. Ê, ủa, chơi chiêu rồi. Ui, mày trúng chiêu nè. Ấy da. Hỗ trợ mình. Ấy da, ủa, tiếp cận mình làm gì đây? Để làm gì đây? Ui, nhảy lên. Ui, chiêu gì đây? Chiêu gì lạ vậy? Cái chiêu này nguy hiểm à. Cái chiêu này nguy hiểm lắm à. Ui, đóng băng hay quá. Đóng băng rồi. Hay, đóng băng rồi. Đóng băng rồi kìa. Thu lại, thả bên này khác ra. Né chịu. Hay quá, né chịu thành công. Nói chung là mấy bé mình cũng hơi yếu rồi đó, nên là cứ cố gắng thôi. Hiện tại mình cũng không chuẩn bị mũi tên nữa nè. Thu lại, đó, tránh nhận sát thương rồi nè. Đây. Ui, hụt. Rồi, nói chung là hiện tại cũng ổn rồi nè.
mình sẽ phải thả một bé khác rồi. Cái này hơi yếu. Ủa lại tiếp cận mình là định làm gì đây? Ui lại là cái chiêu. Cái chiêu ui, bé mình mất 800 sát thương. Ui. À bé này bị khắc chế bởi hệ bóng đêm, ngon. Hay quá. Ở đây mình có ngay một bé hệ bóng đêm nè. Thù lại. Mình chơi chiến thuật này, chiến thuật đó là hợp lý nhất bạn ạ. Thu lại. Rồi xong đi rồi. Rồi bé bóng đêm của mình đi rồi. Oh no, không được rồi. Mạnh quá vậy. Mạnh quá vậy bạn ơi, từ bạn, đúng rồi, từ bạn ơi. Đánh từ bạn, mình phải đánh từ từ thôi, bình tĩnh. Từ bình tĩnh. Thu lại. Thả bé khác ra. Bình tĩnh bạn ạ, bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh bạn ạ. Mình không được gấp. Thu lại, thả khác ra, đó. Đây chiến thuật là vừa đánh và vừa thả thú là hợp lý bạn ạ. Đó, hay quá. Thu lại, thả khác ra. Rồi, mình thấy hợp lý rồi đó. Mình nghĩ là có thể cân được. Rồi lại cho chim nhảy lên đúng không? Biết ngay mà. Ý à, hay quá, né được rồi. Cố lên mặt ở cố lên. Thu lại, thả với khác ra. Chiến thuật bạn ơi, chơi chiến thuật. Thu lại, thả với khác ta. Thế này thì làm sao làm khó được mình. Hợp lý bạn, mình phải thu vào hợp lý mới được. Ui, né được. Khó đấy, chịu đó cũng hơi khó. Nhưng mà mình vẫn né được bạn ạ. Thu lại, thả với khác ra. Làm sao mà làm khó được mình. Ui, làm khó được rồi đó. Ui, một khúc luôn kìa. Khó quá mất luôn rồi đó. Cẩn thận, một khúc rồi. Cẩn thận nào. Hết sức cẩn thận, bình tĩnh. Thu lại, thả khác là bạn ạ. Mình thu vào hợp lý cơ. Mình mới thắng được trận đấu này. Tiếp cận mình, chắc chắn là chơi chiêu kia rồi. Chắc chắn là chơi chi nhảy lên. Ấy da, mình kẹt cái chỗ đá chứ. Không kịp nhảy lên rồi. Đau quá. Cố lên, cố gắng cầm cự. Cố cầm cự đi bạn ơi, cố cầm cự đi. Bé này chiêu hơi yếu một xíu bạn ạ. Quán cầm cự đi bạn ơi. Hay quá, né được rồi. Thả bé hưu ra. Bé hưu ra. Hey. Thu lại, thả ra. Vẫn là chiến thuật cú bạn ạ. Chiến thuật thu lại và thả thú ra hợp lý. Để thú mình tránh sát thương từ cái bé boss này bạn ạ. Thì nhất phải làm như thế này mới được. Mình cũng quên mang hay cung tê đấy bạn. Nếu mà mang theo thì mình nghĩ là nó sẽ nhanh hơn rồi. Mình quên bạn ơi, quên mang theo. Lần này là mình không chuẩn bị nhiều rồi. Nếu mà trận này có thua là do mình không chuẩn bị bạn ạ. Chứ mà do những bé thú mình yếu đâu. Bé thú mình là gần như có thể đánh được ấy. Nhưng mà mình không có chuẩn bị nhiều đồ. Thu lại. Đó, bé hưu mình có vẻ làm khá là tốt công việc này. Đánh. Thu lại, thả ra. Ui, né được, hay quá. Khá là đau đấy. Rồi, tiếp cận mình. Chắc chắn là dùng chiêu kia rồi, biết chiêu nào rồi. Nhảy lên đúng không, biết ngay. Nhảy lên thì mình né sang bên này. Thả mẹ ra, tránh nhìn sát thương bạn ạ. Còn lại 1.100 thôi bạn ơi. Cố lên mấy bé ơi, cố lên. Cố gắng phải thành công. Cố gắng đi, ui bé kia đang bị đói nữa kìa. Né. Úi ôi. Đau luôn rồi kìa. Khá là đau luôn á. Rồi bên nào của mình cũng đang bị đói hết rồi. Ấy da, rồi bị hạ luôn rồi. Ấy da, cái gì vậy? Cái gì nữa đây? Cái gì nữa vậy? Đã khó rồi gặp tình trạng nữa. Chạy. Ấy da. Chạy được. Cái gì vậy? Tiếp cận mình làm gì đây bạn ơi? Tiếp cận mình làm gì vậy? Thu lại, thả ra. Mình còn bé hưu. Mình nghĩ bé hưu mình cân được.
thu lại thả ra. Đó, mình sẽ thu vào hợp lý mà, thu lại và thả ra hợp lý là được. Mình nghĩ được mà, mình nghĩ được á. Rồi, mình biết chiêu nào rồi. Mình đã quen những cái chiêu này rồi nên là mình sẽ cố gắng né dễ hơn. Xong hồi mình đánh các bạn thì mình sẽ đã gọi là gần có thể gọi là gần quen đó. Quen với lại cái nhịp rồi. Nên là chắc chắn nó sẽ đơn giản hơn cho mình một xíu. Ok, nãy được rồi. Cố lên bạn ơi, cố lên bạn ơi, gần thành công rồi. Cố lên. Nói chung là trận đấu này gọi là khá là căng thẳng bạn ạ. Hôm mình tận là mấy level mà 4 level không? Mà có 4 level mà 5 level lận. Mình thì mình tiếc là mình không chuẩn bị nhiều đồ bạn ạ. Nên là mấy bé này của mình hơi yếu. Ấy da. Đau nha. Ăn đi nào. Rồi mình để mình cho bé hu mình ăn các bạn ạ. Bé hu mình ăn cho, ăn vô. Nhanh nào, trận đấu đang rất là căng thẳng. Ăn phải nhanh các bạn ạ. Thu lại, thả ra. Hay lắm, cứ thu lại thả ra liên tục vậy là được các bạn ạ, mình nghĩ được á. Hay quá. Rồi quán đi nào, quán lên. Mình sẽ căn tầm khoảng là còn dưới 100 máu là mình sẽ đánh là được rồi. Mình sẽ là chọi cái quả cầu là được các bạn ạ. Ui, né được. Nói chung là cũng né được bạn ạ, cũng có thể gọi là né được. Bé cái này có vẻ khá là mạnh đấy chứ. Rồi, đúng rồi, tấn đi, tấn công đi. Đúng rồi, cố gắng tấn công đi để mình câu kéo thôi các bạn ơi. Hay quá, né kịp. Quán lên bé Hu mình ơi. Đúng rồi, quán đánh thế nào, quán lên bé Hu ơi. Ủa, như bị lag rồi vậy. Ủa, hình như bị lag hả? Bị lag là mình may mắn lắm nha. À, không phải, mình tự bị lag à, bị lag thì ngon. Không phải bạn ạ. Thu lại, thả ra. 400 máu rồi, quán lên bạn ơi. Gần thành công rồi. Mình gần thành công rồi, quán lên. Ấy da, mất cái giáp bạn ạ, không gọi là không quá mạnh. Cũng được, quán lên. Ồ, phải thả bé chim nó ra của mình ra rồi bạn ơi. Cái hùng mình quán hết sức rồi. Khá là yếu máu bạn ạ. Quán lên. Đúng rồi, cố lên bạn ơi, cố lên. Cố lên đi bạn. Cố lên bạn ơi. Thu lại, thả cái này ra. Rồi quán lên. Quán lên nào, đừng từ bỏ. Đó, tính gần xa đây rồi mà từ bỏ không được. Ôi, chiêu gì đấy? Lại chiêu đó nữa ạ. Hay quá chiêu này. À, mình điều khiển cái này được, hay quá, mình điều khiển được. Vừa điều khiển mình né bạn ạ. Mình vừa điều khiển sau đó mình né. Ấy da, không né được ổn lắm nha. Phải thả bé Hu lắm đấy ạ. Bé Hu tiếp bạn ạ. Hay quá, né được rồi. Bé Hu mình hiện tại làm rất là tốt nè. Rồi thu vào. Bắt đầu thu vào, nhưng mà có quả cầu rồi. Rồi 12. Rồi thu tiếp. Hay quá ạ. Hay quá. Phải đánh phải hợp lý mới. Hợp lý. Cố lên. Trận chiến không công bằng lắm. Thật ra mà cũng công bằng mà ạ. Tại vì mình đánh thật 5 bé lận. Còn đây cũng có một con boss à. Nên là cũng gọi là công bằng đi ha. Ấy da, mất cái giáp nữa rồi. Mất cái lượng giáp đó bạn ạ. Còn khúc cuối này mà để thua mới gọi là cay này. Hay quá. Ấy da. Ui, nửa cây luôn kìa. Đánh mình nửa cây luôn kìa. Không hề yếu nha. Hay quá. Còn dư gần đủ rồi. Quán lên. Gần rồi. Gần chạm mốc dưới 100 máu rồi. Quán lên. Quán lên mình ơi, quán lên. Thu lại. Thả hợp lý. Thu lại. Né. Thả ra hợp lý. Thu lại. Thả hợp lý. Quán lên quá. Gần trời tối luôn kìa. Mình đánh từ sáng tối luôn các bạn ạ. Ghê thật. Trận chiến này quá kịch tính luôn. Rồi bé Hu mình hết thức ăn rồi. Khá là yếu rồi.
Vậy giờ mình cho bé kiếm cura là được. Phải đánh từ từ, từ từ thôi, không là mạnh quá. Rồi, hiện tại là khá là yếu máu nè. Nghĩ đánh thêm một cái nữa chắc được rồi nè. Mình nghĩ boss chịu được thêm một chiêu nữa. Rồi mình nghĩ là không chịu nổi đâu. Quăng bóng đi. Mười, ui có 16% à, được không đây? Một, hai. Các bạn ơi, cuối cùng cũng chiến thắng các bạn ạ. Dù là trận đấu mà cũng hơi nghiêng về phe bạn boss kia hơi nhiều bạn ạ. Lý do là bạn boss kia chơi lật mình thật là 5 level lận, nên là cũng hơi căng, mà cuối cùng là mình cũng có thể lật lại được. Nói chung là cũng có thể bạn ạ. Ôi thôi đi về, ôi đi về thôi được rồi. Ôi được rồi bạn, đi về. Nghĩ là đi về là ổn nhất rồi. Tại là bắt được một bé boss nữa trong tập này là gọi là quá ổn mà quá thành công rồi. Cộng thêm một cái chú farm cực kỳ ngon kia nữa, gọi là nói chung là cũng khá là ổn đó bạn ạ. Thì chắc là video mình chỉ kết thúc vậy thôi. Thì bạn nào yêu thích cái tựa game Power này thì các bạn có thể xem video mình để ủng hộ mình nha. Nói chung là tập này của mình khá là thành công khi bắt được một bé boss. Chân lật mình có thật là 5 level các bạn, nhưng mà vẫn bắt được. Nói chung là gọi là kỹ năng là gọi là một vấn đề khá là quan trọng bạn ạ. Chắc là kết thúc video đấy các bạn ạ. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye các bạn. Bye bye.